Em nghĩ là chúng ta đã chính thức livestream rồi đó. Thì nếu như mà bạn nào mà có thấy là có vấn đề gì thì cứ nhắn lên livestream nha. Đôi khi là mình sẽ check để mà coi coi là livestream nó có ổn hay không, vì đây cũng là lần đầu mà mình livestream hai người. Ok, thì trong video Rồi, này chúng ta sẽ em nói nghĩ là tập chúng trung. ta đã chính thức livestream rồi Ôi, đó. Thì sao nếu lại như có mà máy bạn nào tiếng? mà có thấy là À rồi, đã là livestream rồi đó. Ok, nãy mình mở tới hai cái tab. Thì bây giờ trong video này mình sẽ nói tập trung về ba cái rào cản tư duy khiến cho du học sinh khi mà đi du học Úc bị giống như là khó tìm việc sau khi mà đi ra trường và có thể là phải chịu thất nghiệp trong một thời gian khá là dài. Thì trong buổi hôm nay mình rất vinh hạnh được ngồi với anh Victor hay còn gọi là anh Vũ. Hiện tại thì anh đang làm cho là Asset Manager của công ty Downer ở bên Melbourne. Thì đây cũng là một công ty khá lớn và giống như là một cái nhà thầu lớn cho các cái dự án cũng rất là lớn ở Úc nói chung. Và anh đang là Asset Manager, là quản lý về tài sản và những cái dự án mà hiện tại anh đang quản lý á. Thì hôm bữa giờ mình có nói chuyện với anh Vũ thì anh cũng chia sẻ là anh cũng quản lý các cái dự án lên đến hàng trăm triệu đô. Thì anh cũng là một người và có khá là nhiều năm kinh nghiệm ở Úc rồi, và anh cũng bắt đầu cái hay ở chỗ mình thấy ở anh Vũ là anh cũng bắt đầu với một cái bước đầu rất là khiêm tốn khi mà ở Úc, và anh lên dần dần cũng giống như đa số những du học sinh Úc qua đi du học và tìm làm việc ở Úc. Thành ra là mình thấy là sẽ học được, các bạn cũng như mình cũng sẽ học được rất là nhiều kinh nghiệm từ anh Vũ. Thì rất hân hạnh được gặp anh Vũ ngày hôm nay. Anh có thể giới thiệu một chút về giống như là cái background của anh đến với Úc như thế nào và làm thế nào anh có thể đạt được cái vị trí hiện tại không ạ? Xin chào Long và các bạn. Thì đầu tiên rất cảm ơn Long đã mời anh tham dự cái buổi livestream ngày hôm nay. Và anh cũng được có cái duyên gặp Long qua cái YouTube. Anh xin phép được giới thiệu nhanh là anh tên là Đỗ Thanh Vũ. Đôi khi gọi là Vũ Đỗ, đôi khi qua đây mình gọi ngược lại hay là Victor Đỗ. Thì anh làm, trước đây anh học ở bên Nga về, cái thời Liên Xô cũ. Và anh là Mechanical Engineer, tốt nghiệp bằng đại học của Nga, được học bổng gọi như toàn phần và chi phí sinh hoạt phí. Sau khi tốt nghiệp ở Nga về thì anh làm ở Việt Nam, và sau đó 10 năm thì anh nghĩ mình nên học Master Degree. Thì lúc đó anh tham gia học bổng của OZ của chính phủ Úc, và anh cũng may mắn một lần nữa đoạt được học bổng toàn phần và chi phí sinh hoạt. Lúc đó anh qua Brisbane học Master Project Management và tốt nghiệp từ trường UQ, tức là The University of Queensland. Và sau đó anh về Việt Nam một lần nữa làm cũng khoảng gần 10 năm, sau đó anh mới định cư tại Úc. Trong quá trình định cư tại Úc thì anh cũng đã sống ở Perth khoảng gần 5 năm, và sau đó anh sống và anh dời qua sống ở Melbourne. Thì như Long giới thiệu đó, thì ở Việt Nam anh cũng rất là thành công ở góc độ là làm từ vị trí thấp trên lên vị trí cao. Trước khi anh qua Úc thì anh đã lên được cái level là director của một công ty đa quốc gia, Engineer Director của Dubai Port World, là một trong những nhà vận hành và đầu tư cảng lớn hàng đầu thế giới, cảng biển. Nhưng mà khi qua bên Úc thì gần như phải làm lại từ đầu. Thì hôm nay anh rất là vui được chia sẻ với Long và các bạn về cái hành trình tìm việc tại Úc. Rất vui được chào đón anh. Tại vì khi anh đi Nga về á, thì lúc đó tiếng Nga anh cũng rất là tốt. Đó, anh làm ở Việt Xô Petro, là cái doanh nghiệp dầu khí của Việt Nam với lại Liên Xô cũ hồi xưa đây. Thì anh thấy ổn, nhưng mà sau đó anh suy nghĩ một hồi thì anh thấy rằng nếu mà thời đại bây giờ mà mình chỉ rành tiếng Nga không là thấy không ổn lắm. Và sau đó anh xin về Hồ Chí Minh anh làm để anh luyện tiếng Anh của mình. Bắt đầu anh vào những cái doanh nghiệp của Mỹ anh làm, chủ yếu là để anh học tiếng Anh. Và sau khi tiếng Anh cũng hòm hòm rồi, thì bắt đầu anh xin học bổng OZ của chính phủ Úc. Thì một trong những cái ưu thế của anh lúc đó là bởi vì anh học Nga về đó. Long và các bạn biết thì nếu các anh chị mà học ở Nga về mà tốt nghiệp bằng đỏ của Nga đó, thì khi chuyển qua cái hệ điểm của Việt Nam là khá là cao. Từ bên Nga maximum nó là điểm 5. Thì như vậy điểm 5 của Nga tương đương điểm 10 của Việt Nam. Và điểm 4 của Nga là tương đương với điểm 8 của Việt Nam. Thì khi mà anh chuyển qua như vậy á, thì nếu mà thang điểm Việt Nam thì anh phải 9,9 bao nhiêu đó.
thì coi như anh được lọt vào dòng shortlist của OZ, và sau đó anh phải vật lộn với lại IELTS, bởi vì anh học Nga về cho nên thời điểm đó tiếng Anh không giỏi lắm. Và cuối cùng finally thì anh cũng đạt được học bổng OZ và anh qua Brisbane anh học. Em cũng thắc mắc là nếu như mà anh học ở Nga tốt như vậy thì tại sao anh không ở Nga làm việc mà anh lại chọn tìm cái học bổng đi qua Úc du học vậy? À, từ vì cái thời điểm của Nga đó Long, làm thứ nhất á, là Nga không có cho những sinh viên nước ngoài ở lại làm việc như Úc. À, thứ hai nữa là anh là người chứng kiến cái sự sụp đổ của Liên Xô cũ á, khi mà Gorbachev bị mất quyền và đi xuống thì lúc đó bên Nga nó cũng hỗn loạn lắm. Ừ. Thì đa số là anh quyết định anh về luôn, học xong là anh về nước anh lập nghiệp chứ anh không có muốn mình ở lại Nga nữa. À. Cũng hay Ừ. ta. Hay. Ok, trước khi mình nói tiếp thì để em coi thử không biết là livestream có ổn hay không. Nếu mà mọi người mà thấy âm thanh hay có vấn đề gì thì cứ chat lên nha. Để có gì mình sẽ điều chỉnh nhiều, tại nhiều khi là mình có để ý là âm thanh bên mình nói bị nhỏ hay là lớn gì đó đó thì không biết là nó có như thế nào không. Ok, thì không thấy ai nói gì cả thì mình sẽ tiếp tục. Nói tới đâu rồi ta? Vậy là mình qua tới cái lúc đi học bổng rồi nè. Thì hồi nãy anh kể sau khi học bổng là anh làm gì chưa ta? À, anh về nước sau khi học bổng của Nga thì anh cũng về nước anh làm, và sau đó anh mới học master của Úc. Sau khi anh học master của Úc anh cũng về nước anh làm tiếp. Vậy Thì là tính một ra là lúc có học bổng là anh 40 rồi nè, xong anh đi học 2 năm, anh học bổng 2 năm. không, cho anh chỉnh lại chút xíu, lúc anh đi học master của Úc thì anh khoảng 30 thôi, cỡ tuổi như Long bây giờ. Ừ. Nếu anh không lầm thì Long chắc cũng cỡ 30 tuổi đúng không em? Ừ. Dạ em đang 28. Rồi, Wow. lúc đó anh lớn hơn em một chút, anh khoảng chừng 30, 31 gì đó là anh tốt nghiệp ở Úc, tốt nghiệp À. master. Có một cái điểm thú vị ấy là anh đi học bổng xong cái rồi anh về Việt Nam đi làm, thì nếu mà theo em nhớ là trong lúc anh đi làm là anh có PR Úc luôn đúng không anh? À, thì lúc đó, lúc anh làm ở Việt Nam đó, Long, thì lúc đó anh mới apply PR, tức là thường trú nhân của Úc. Thì anh cũng nói nhanh cho các em như nè, lúc lúc mà anh học ở Brisbane á thì anh đã làm skill assessment xong hết rồi, thời đó nó gọi là qualification assessment, tại vì bằng của anh học từ Nga về á, cho nên là cũng cũng nó gọi là bằng overseas, nếu mà theo bên đây gọi là bằng overseas. Thì thật ra anh với Long hoàn toàn giống nhau, Long học ở Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh, anh học ở bên Nga về, thì đối với Úc là như nhau, thì họ vẫn assess cái bằng của mình và họ cho mình nhập cư theo dạng skill independent. Đó, thì lúc đó thì anh đã làm xong cái qualification assessment của Hiệp hội Kỹ sư Úc và anh cũng tham gia thi luôn một cái chức danh là Charter Professional Engineer của Úc, viết tắt là CVE. Thì sau đó khi anh về Việt Nam thì hai cái đó là xong rồi, thì anh nghĩ rằng đó cũng là cái lợi thế khi anh apply offshore ngành engineering theo kiểu skill independent visa. Bây giờ nó là 189 đó, nhưng mà cái thời anh apply thì có thể cái số hiệu nó hơi khác một chút. Là hồi đó kiểu như là anh chưa cần có job ở Úc mà anh cũng đã apply được cái PR đó luôn rồi. Đúng rồi, tại vì chỉ có cái thằng chỉ duy nhất có thằng skill independent visa là mình không cần phải có job ở Úc, không cần có chủ nhân bảo lãnh gì hết. Dạ. Ok, thì cái nếu mà cái đó mà ai muốn đi sâu hơn thì chắc là mình sẽ để những phần khác. Nhưng mà giờ mình sẽ nói qua cái khúc thú vị hơn là cái lúc mà anh bắt đầu có PR, anh được qua Úc rồi, thì cái giai đoạn anh mới bắt đầu đi tìm việc nó như thế nào? À, thì cũng như Long và các bạn á, thì lúc đó mình mới qua thì mình rất là hăm hở đúng không? Ừ. Thì anh cũng nghĩ anh là một talent. À, Chính xác khiêm rồi. tốn mình nói anh vẫn nghĩ anh là talent, bởi vì anh có học bổng toàn phần của Úc, học bổng toàn phần của Nga, anh đã từng thành công rất nhiều, cho nên là mình rất là tự tin và mình rất là eager để đi tìm việc. Nhưng mà những cái buổi phỏng vấn đầu tiên á, là anh bị dội ngay những cái gáo nước lạnh vô mình, rất là anh gọi là những cái áo nước lạnh, tại vì khi họ vào á họ vẫn tiếp mình mà vẫn phỏng vấn, nhưng mà khi họ nói một câu đầu tiên đó là anh thấy không ổn, họ hỏi anh là anh đã từng có kinh nghiệm tại Úc hay chưa, thì anh phải nói thật là anh chưa có, tự mình mới qua mà đúng không Long? Ừ. À, thì thường họ cũng nghe tiếp nhưng mà sau đó gần như họ không đồng ý cho mình offer cho mình.
Nó giống như con gà và quả trứng vậy Lúc mới qua là anh apply những job như thế nào nha? thì mới thì em biết rồi, ở Việt Nam thì anh là engineer director của một tập đoàn đa quốc gia rất là lớn, cho nên anh rất là tự tin. Nhưng mà anh qua đây thì anh nghĩ là chắc director là mình apply không được rồi, tại vì mình chưa có kinh nghiệm đúng không Long. Sau đó anh sẽ xuống một cấp là manager, anh apply. Tại vì thường em biết rồi, director xong rồi manager, thì anh apply một thời gian manager cũng chẳng thấy ai gọi mình hết. Xong anh xuống một cấp nữa là thôi manager không được, thôi làm engineer đi đúng không. Quay lại cái ngành của anh là ngành điện lạnh, và anh cũng rất là, anh có thể tự hào là anh rất là giỏi cái ngành của anh, cho nên anh rất tự tin. Tại vì ngành điện lạnh anh từng làm cho những công ty Mỹ như là Carrier hay là Giọt, là những cái công ty hàng đầu của Mỹ về ngành điện lạnh, thì anh rất tự tin về khả năng chuyên môn đó. Anh xin manager xong cũng không được luôn đó, xong chừng một vài tháng sau anh thấy cũng không ổn, anh xuống engineer. Nói chung anh phải xuống từ từ vậy đó. Ồ, vậy là tới Đó, lúc mà anh quyết định apply engineer là lúc đó bao nhiêu tháng nữa? anh nghĩ là chắc cũng khoảng 3 tháng 4 tháng vậy đó. Tức là cứ khoảng một tháng thì anh xuống một cấp, cứ một tháng anh xuống một cấp vậy đó. Đó là xuống đến engineer anh thấy cũng không ổn luôn. Sau này anh sẽ giải thích tụi em tại sao không ổn. Rồi engineer không xong thì thôi mình xuống làm technician đúng không? Cũng làm thợ luôn chứ bây giờ làm sao? Đó, bắt đầu anh search làm thợ thì anh mới phát hiện ra là thợ của Úc thì em phải có license. À, tức là những cái giấy phép hành nghề. Riêng cái ngành của anh là ngành điện lạnh là một ví dụ, thì em phải có cái giấy phép làm nghề điện và nghề lạnh thì em mới làm được thợ điện lạnh. Thì người ta cũng phỏng vấn anh, người ta thấy anh làm carrier, làm job, người ta hỏi anh có giấy phép không. Lúc đó họ dùng từ là ticket, họ hỏi anh là anh có cái ticket không. Anh nói ủa ticket là cái gì. À, họ hỏi là đó là làm điện làm lạnh. Anh nói anh làm bao nhiêu năm rồi mà anh làm được. Họ nói không phải, ở đây em phải có license đó. Thì bắt đầu anh thấy làm technician cũng không xong luôn, thì em biết cuối cùng anh phải đi một cái cấp thấp hơn nữa là anh làm apprenticeship. Apprentice tức là người đi học nghề để anh lấy lại cái license. Và hiện bây giờ anh rất tự hào cái bằng nghề của mình, là bởi vì anh là trade person, anh tốt nghiệp bằng nghề luôn, và anh hiện giờ anh đang có license luôn về điện về lạnh luôn của bang Tây Úc cũng như bang Victoria. Và anh có engineer, anh có master degree, và bây giờ anh thấy cuộc đời anh rất là wonderful. Em thấy là cái hành trình của em có vẻ như là cũng đang đi được đâu đó gần gần giống anh rồi đó. Thì cái thời điểm mà tháng 10 lúc mà em mới ra trường đó, là em bắt đầu em apply job, thì lúc đó em cũng nghĩ là tao học giờ master ra mà, thì nên là em cứ nhắm mấy cái là environmental advisor, environmental consultant là tư vấn môi trường, hoặc là kiểu như tư vấn môi trường á, em apply những job đó. Nhưng mà cơ bản là không có ai nhắn gì, không có ai gọi gì hết. Thì dạo gần đây em mới apply mấy cái thấp hơn là graduate program à, nhưng mà sau khi nói chuyện với anh xong là em nghĩ em phải xuống thêm một mức nữa là gọi là đi làm volunteer luôn á, hoặc là làm free để mà mình lấy kinh nghiệm, cũng như là sau đó mình mới lên cái mức đầu tiên là giống như có thể ngang với cái mức mà anh muốn làm technician luôn, là em cũng có thể là làm một cái technician gì đó trong trong ngành môi trường à, nói chung là mới vô luôn. Chính xác Long. Thì cho anh chia sẻ rất là nhanh đó, ha, anh em mình quay lại. Thì cái bí quyết đầu tiên của anh á, là mình phải giảm cái tôi mình xuống. Tại sao nãy giờ anh tả anh có học bổng Úc, học bổng Nga, mọi người cứ tưởng anh Vũ đang rất tự hào về mình. Không phải, anh đang nói cái thế của mình đang rất là cao và buộc mình phải xuống đến apprentice, tức là bên Úc là người đi học nghề luôn á. À, lúc Tức là đó lúc mà anh xuống quyết định xuống tới mức đó thì anh cảm thấy như thế nào? nói chung anh cũng cảm thấy nói chung là rất là down, down đây là thấp á. Giống như là cái tâm trạng mình rất là thấp. À, nhưng mà chắc có lần anh cũng tâm sự với Long rồi, anh rất thích Tam Quốc Diễn Nghĩa, và một trong những cái nhân vật ở trong Tam Quốc Diễn Nghĩa encourage anh á, là Tư Mã Ý. Thì nhân vật Tư Mã Ý chắc từ từ các bạn sẽ tìm hiểu sau, nhưng mà Tư Mã Ý được một cái ưu điểm rất lớn là một người rất là đại nhẫn và rất là ẩn mình, hạ thấp mình xuống. Và ông ta rất là thành công trong cái câu chuyện của Tam Quốc Diễn Nghĩa. Và trong suốt cái quá trình anh đi như vậy á, hình ảnh Tư Mã Ý luôn luôn đi cạnh anh. Tức là hạ thấp xuống đi, rồi một ngày đẹp trời mình vẫn đạt được những cái gì mình muốn. Thì cuối cùng finally anh đạt lại những cái vị trí mình muốn. Thì đó là như Long thường nói là cuối cùng mình cũng sẽ đạt được thôi.
Vấn đề là bạn đi như thế nào, với cái tâm trạng, tâm thái như thế nào bạn sẽ đạt được. Đúng rồi, cái lời khuyên mà về cái tâm lý lúc mà đi xin việc mà phải hạ thấp bản thân là sau khi gần 4 tháng tìm việc làm của em thì em thấy nó rất là hợp lý, rất là đúng. Mà tại khó ở một chỗ là Úc nó rất là coi trọng cái kinh nghiệm trên đất Úc, nghĩa là phải giống như là made in Australian, made in Australia mới được. Còn mà kinh nghiệm mà kiểu made in Nga hay là made in Việt Nam thì nó cũng không thể nào bằng được kinh nghiệm ở Úc. Thành ra là em thấy là khi mà qua đây giống như là cho dù bạn làm ở nước ngoài ở đâu cấp cao tới mức nào, nhưng mà qua cái CV mà mình không có kinh nghiệm ở Úc á, thì mình cũng phải bắt đầu từ cái vị trí thấp đi lên. Mà ngay cả vợ em cũng vậy, vợ em lúc mới qua đây trước đó làm ở Singapore thì cũng là gọi là marketing cái gì đó, cũng account manager, không phải manager nhưng mà cũng là về quản lý các cái tài khoản của các doanh nghiệp á. Nhưng mà qua tới đây là cũng phải quay trở xuống làm casual, làm marketing nhưng mà casual cho một cái văn phòng ở Tây Úc này thôi. Rồi sau đó mới bắt đầu mình xin việc thì nó mới lên được dần, chứ không thể một phát mà quay lại được vị trí cũ. Thì Chính xác lắm. trước khi mình qua cái philosophy tiếp theo thì để em xem thử coi là có ai nhắn gì không. Tạ tung kiếm chỉ một lần nhưng mà đã mài kiếm mười mấy năm. À, có bạn nói câu đó thì anh có hiểu không? Em thì không hiểu rồi đó. Ta tung kiếm chỉ một lần nhưng đã mài kiếm mười mấy năm. À, ý ý của bạn anh hiểu á, là mình phải hạ thấp người xuống, mình phải rèn luyện mình, đến lúc đúng cơ hội thì mình bung trở lên, thì mình sẽ trở lại đúng vị trí của mình. Theo anh hiểu cái câu của bạn ý nghĩa là như vậy. Hiện tại vẫn chưa có comment nào thì bây giờ mình sẽ đi qua tiếp theo, thì anh có thể nói tiếp từ cái giai đoạn đó là bắt đầu mình hạ xuống rồi như thế nào nữa không ạ? À, anh hạ xuống xong rồi anh đi đi học nghề. Đó, học nghề đây có nghĩa là tự em biết rồi, mình chưa có bằng thì mình không có làm độc lập được. Điện điện lạnh mình chưa làm độc lập vì mình không có license, thì anh đi làm phụ. Anh có chức danh rất là vui là technician assistant, anh vẫn còn giữ cái chức danh đó, tức là trợ lý cho một technician. Thì đối với là cái level của anh ở Việt Nam á, là nó thấp hơn cái level của anh ít nhất phải 4 hay 5 level gì đó, chứ không Đó phải là. là theo em thấy là giống y như là sinh viên mà chưa ra trường luôn á, cỡ đó. Mà anh vui là vậy nè, anh đi assistant cho những cái em khoảng chừng 20 mấy tuổi à. Đôi khi nó sai mình đi lấy đồ nghề cho nó, anh vẫn đi lấy bình thường. Tự mình đang assistant cho họ mà, đâu có gì đâu. Cho nên anh mới nói em hình ảnh Tư Mã Ý luôn luôn theo anh là như vậy. Tư Mã Ý thường phải thấp người xuống để làm nên đại nghiệp mà, đâu có chuyện gì đâu. Nhưng mà rất là vui là khi anh học xong cái khóa đó đó Long, tại vì anh cũng có bằng rồi thì anh học fast track thôi. Thí dụ thường các em học khoảng 3 năm mới xong khóa đó, thì anh chỉ cần học 1 năm rưỡi thôi. Từ khi anh vô thì các thầy cũng nhận ra là anh cũng biết khá nhiều, cho nên anh được học một cái chương trình nó gọi là fast track, tức là học nhanh á, giống như học nhanh á. Thì 1 năm rưỡi sau anh tốt nghiệp và anh có được cái bằng license. Thì cũng may mắn vừa xong cái bằng license từ Grand Crown Resorts, là cái nơi mà Long cũng từng làm đó. Long từng làm cái market call đúng không? Thì anh cũng làm trong đấy. Thì lúc đó Crown Resorts tuyển và anh nộp nộp vào đấy và anh trúng được cái vị trí Plant and Equipment Manager, tức là quản lý các cái thiết bị và các cái plant, là giống như các cái phòng máy, những cái hệ thống lớn của Crown Resorts Apart. Thì coi như anh hoành trở lại vị trí của mình. Những cái bạn học chung cũng rất là ngạc nhiên, nói Victor tại sao mới tốt nghiệp mà lại được Crown tuyển vô làm manager. Thì đó cũng là một chuyện rất là hay, mà nếu có dịp thì anh cũng sẽ chia sẻ các em. Cũng hay đó. Em cũng thắc mắc là tại sao đang làm apprenticeship mà tốt nghiệp phát lại lên được manager. Thì lúc Đúng. thì nói chung là bữa sau mình sẽ nói kỹ hơn, nhưng mà em muốn hỏi là lúc mà anh nhận được cái offer manager của bên Crowd đó thì anh cảm thấy như thế nào? Anh cảm thấy là anh rất là happy. Tại vì em biết rồi, Crown là một doanh nghiệp lớn ở Perth đúng không em? Họ có cũng khoảng vài ngàn nhân viên đó, nếu em vào đó em biết rồi. Mà làm manager cho Crown nữa và người Việt nữa thì cũng ít lắm. Cũng do đó em thấy có một số người Việt làm manager nhưng mà không nhiều. Đó, anh thì làm bên kỹ thuật.
chứ anh không có phụ trách về các cái mảng gaming của họ, nhưng mà tất cả các cái tòa nhà, tất cả các facility của họ là anh quản lý hết. Ngay cả cái bếp mà mắc cách hồ của em mà có sự cố anh cũng phải nhảy vào xử lý nữa. Nhưng mà lúc đó anh cảm thấy giống như dream job của mình đó. Cho em hỏi là lúc mà đi quản lý một cái môi trường quốc tế như vậy thì anh thấy nó có giống hay là khác gì so với những chỗ đó hồi trước anh làm trước khi qua Úc Nó khác nhiều lắm. không? Nó khác nhiều là ở Việt Nam á thì thường các anh em nói chung cái cấp dưới á rất là tôn trọng cấp trên và đón coi cấp trên giống như một cái đẳng cấp hoàn toàn khác á, và họ rất là lắng nghe mình, họ rất là obey á, giống như là nghe lời rồi rất là ngoan ngoãn với mình. Còn bên Úc nó không phải như vậy. Bên Phúc những người thợ đôi khi họ họ rất là ngang bằng với lại các manager ở góc độ là việc anh làm việc tôi làm chẳng hạn, hay rằng là thì chính lúc đó đó cái bằng mà thép của anh rất là có giá trị, tại vì anh thường xưng với họ là tôi cũng chỉ tốt nghiệp bằng thép thôi, tôi cũng giống như anh thôi, thì lúc đó cái voice của mình với họ gần giống nhau và mình làm việc với họ rất là dễ. Còn nếu em xưng em là master thì đôi khi họ challenging em rất là dữ. À, đó cũng là cái bí quyết. Tại vì nếu em nói em là engineer, em là master degree thì họ nghĩ trong đầu là em chỉ có lý thuyết thôi, em không có thực tế đâu. Thì bắt đầu cái challenging giữa các đồng nghiệp nó khác. Còn anh đến bây giờ anh cũng thường xưng anh là trade person, đó là thợ. Thì họ nói ok mày là thợ thì tao hiểu rồi, à tao hiểu cái chuyện gì rồi, thì bắt đầu hai người làm việc rất là dễ dàng. Đó cũng là một bí quyết rất là hay ha. Mà em thấy cũng đúng, tại hồi bữa em có nói chuyện với một anh cũng làm project assistant project manager cho công ty tư vấn OBS cũng khá lớn ở đây, thì anh nói là giống như là cái phong cách ở người Úc á, họ rất là khiêm tốn, và kể cả cấp cao hay là cấp dưới thì nó họ rất là khiêm tốn khi mà nói chuyện với nhau, chứ không có giống như là quá là phân biệt đẳng cấp á. Thành ra là cho dù bạn sếp hay bạn nhân viên thì cũng nói chuyện cũng rất là ngang nhau, rất là thân thiện. Thì thành ra em thấy cái ý của anh cũng khá là đúng, khi mà giống như là mình show off quá nhiều á thì mình cũng sẽ tạo ra một cái gì đó mà thiếu thiện cảm trong cái mắt của người khác. Thì ở đây em nghĩ là cái tính khiêm tốn cũng rất là quan trọng. Chính xác lắm. Tại vì anh chia sẻ nhanh nha, cái buổi phỏng vấn của anh với Crown nãy em có hỏi tại sao anh đậu gọi được. Thì khi anh vào ngồi phỏng vấn á, có hai người phỏng vấn anh, là một cái người sếp anh trực tiếp và một người chức danh bằng những người sếp đó là Chief Engineer. Lúc đó đang phụ trách cái Crown Towers á, là cái hotel mà lớn nhất của Crown Perth. Rất là đẹp á. Crown Towers là một cái hotel rất là nổi tiếng ở Perth. Thì hai người đó cùng phỏng vấn với anh. Thì cái câu đầu tiên họ hỏi anh á, tell me about yourself. Tức là câu rất là đơn giản đúng không? Câu đó em mấy bữa nay em phỏng vấn là gần như tất cả mọi người đều hỏi câu đó đầu tiên. Đúng rồi. Nhưng mà sau này anh sẽ chia sẻ thêm, câu đó là câu cực kỳ quyết định mình đậu hay không đậu luôn. Mấy bạn đừng nghĩ câu đó là câu đơn giản, câu đó là câu khó nhất trong những câu phỏng vấn. Và thường người ta tung ra ngay từ đầu luôn, bạn thắng hay không thắng là ngay từ câu đó. Thì anh nói nhanh một chút là rồi anh sẽ quành lại cái câu đó sau nha Long. Anh ngừng khoảng chừng 10 giây, anh không trả lời câu hỏi đó. Thì hai người kia nhìn anh, họ tưởng là anh không hiểu câu hỏi. Họ nhắc lại, tell me about yourself. Nhưng mà Long biết lúc đó trong đầu anh nghĩ gì không Long? Sao Anh đang làm một cái bài tính rất nhanh là hai người này ở trình độ level nào. Nếu họ là bachelor degree thì anh bắt đầu bằng I am the engineer, graduate from Russia, bla 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 bla. Đúng không em? Còn yeah. nếu anh đoán họ là thợ thì anh phải nói em a trade person in air conditioning and refrigeration. Đó, thì cái câu giới thiệu đầu tiên là như vậy đúng không Long? Thì lúc đó anh dừng khoảng mười mấy giây, anh quyết định là mình đi chiến lược nào. Anh không biết họ là ai cả. Anh không crowd rất là lạ, không bao giờ cho biết là ai phỏng vấn mình. Anh không được lên LinkedIn, anh không biết họ là ai hết. Tức là lần đầu tiên vô phòng phỏng vấn anh mới thấy mặt và biết tên. Thì anh suy nghĩ khoảng 10 giây, anh quyết định đi chiến lược thấp hơn là em a trade person in air conditioning and refrigeration, tức là anh là một người thợ về điện lạnh vân vân. Thì họ phỏng vấn họ nói chứ vô đây tôi không cần làm thợ, tôi muốn supervise có được không? Anh mới nói được chứ. Làm được thì supervise được. Đối với anh supervise nó dễ hơn làm đúng không em? Yeah. Tôi để đi coi người khác làm nhưng mà mình biết cách làm thì ok.
Sau đó em biết họ offer anh cái job, và khi anh vô anh tìm hiểu á, anh mới wow ra luôn. Là em biết tại sao không Long? Sao? Cái người sếp của anh chỉ là thợ điện mà thôi, electrician á, cái người mà ở ground anh báo cáo á, chức danh rất là high, nhưng mà background họ chỉ là electrician. Cái anh chief engineer lại còn chưa được electrician nữa, là một cái chức danh gì gì đó, thì coi như là anh thở phào nhẹ nhõm. Nếu bữa đó anh nói engineer là chắc hai người đã tống anh ra khỏi phòng rồi, tức là mày over qualified. We don't need engineer here, we need only technician. Em hiểu anh không? Nên là bữa đó anh nghĩ là anh quyết định rất đúng khi anh đi ở cái tầm rất thấp đó, và sau đó cái anh chief engineer rất quý anh. Anh hỏi anh một câu nữa mà anh nghĩ là quyết định là anh cho anh đậu luôn á. Long biết anh hỏi anh câu gì không? Không. Anh hỏi cái anh chief engineer nha, anh hỏi anh vậy nè, bạn có bao giờ làm chung với một người giỏi hơn bạn chưa? Cái người staff của bạn á mà giỏi nghề hơn bạn thì bạn xử lý như thế nào? Đó là một cái câu cũng khá là challenge. Thì anh nhớ lại cái lúc mà anh làm ở cảng biển á, tại vì anh làm rất là nhiều vị trí, ví dụ như anh làm ở Carrier and Yacht, anh từng làm manager, anh qua Unilever anh làm plant manager, anh làm cả về quản lý sản xuất nữa, anh có thời gian quản lý nhà máy cũng rất là lâu. Rồi sau đó anh qua cảng biển, thì lúc đó anh không có kinh nghiệm làm cảng biển mà vị trí anh rất là cao. Thì có những người làm ở cảng biển 5 năm, 10 năm. Và anh có một cái người anh gọi là cánh tay mặt của anh đó, anh đã lớn tuổi hơn anh luôn và kinh nghiệm ở cảng biển nhiều hơn anh luôn, và vẫn phải làm dưới anh. Thì anh phải xử lý như thế nào? Đó cũng là một cái challenge đúng không Long? Đó, nhưng mà anh trả lời rất là nhanh thôi. Đó là cái background để em hiểu anh thôi, nhưng mà anh trả lời với anh rất là nhanh. Là anh nói staff á mà không phục sếp á, về về kỹ thuật hay là về tài năng á, thì phải respect về cái position. Mà tiếng Anh nó có một câu rất hay, nó nói là phải respect the uniform. Uniform đây không phải là cái bộ đồ bảo hộ đâu nha. Cái chữ uniform đây có nghĩa là cái cầu vai của quân đội á. Tức là trong quân đội có những người lính á, rất là già, rất là thiện chiến, nhưng mà vẫn ra gặp chỉ huy cấp cao trẻ hơn, vẫn phải chào sếp. Bởi vì cái lon người ta đeo cao hơn mình. Thì anh dùng cái từ là you must respect the uniform. Đó là cái thuật ngữ của quân đội nha, chứ không phải thuật ngữ bên ngoài đời nha. Thì cái sau cái buổi phỏng vấn á, cái anh chief engineer anh nói là Victor, mày học tiếng Anh đâu mà tiếng Anh mày perfect. Anh mới buồn cười quá, mày tiếng Anh tao là làm gì mà perfect. Nhưng mà anh dùng chính xác cái câu thuật ngữ trong quân đội là you must respect the uniform. Và sau này anh hiểu ra là em biết tại sao không? Ảnh kém tài hơn một số lính của ảnh, từ sau này anh vô anh biết. Thì ảnh cho anh đậu câu đó luôn, anh trả lời câu đó là ảnh rồi tích tích tích, có như ảnh khen anh suốt từ đó về sau này, và anh đậu luôn. Hay Em hiểu. ta. Mặc dù là mình còn đang tính để dành cái phần những cái kỹ năng phỏng vấn về sau, nhưng mà đây cũng là một trong những cái chia sẻ mà thấy rất là hay về cái việc đi phỏng vấn mà em chưa bao giờ nghe qua luôn. Nhưng mà em nghĩ là chắc chỉ có ở Úc thì mình áp dụng, không, thật ra ở đâu cũng cũng vậy. Nhưng mà ở Úc là có vẻ là nó quan trọng cái này hơn, tại nhiều khi mình không có biết là cái người phỏng vấn mình họ xuất phát từ đâu, xuất phát điểm như thế nào. Ok, trước khi mà mình tua ngược lại về cái giai đoạn đi xin việc á, thì để em xem thử coi là có ai comment gì không. Vẫn chưa thì hiện tại có tới đang có tới 21 người xem. 20 người ngồi xem. Rất là hay. Ok, thì mình sẽ đi tiếp qua cái, mình quay lại về cái giai đoạn mà lúc mà anh, tại vì em nghĩ là tới khi mà anh vào được ground là bắt đầu cái sự nghiệp là nó dễ, nó đường đi nó dễ hơn rồi, có đúng không anh? Đúng đúng em, bắt đầu là dễ hơn rồi. Dễ Thì hơn đây có nghĩa là nó trở về cái level của mình rồi. bây giờ mình sẽ quay lại cái thời điểm mà khó khăn nhất mà em thấy là anh phải bắt đầu tìm việc á, thì anh có thể nói thêm về một cái philosophy thứ hai này ở anh nè, là lúc mà anh đi tìm việc thì tại sao phải coi cái công việc nó là một cái job toàn thời gian giống như mình đi làm, cái việc đi tìm việc á là phải giống y như là mình đi làm vậy.
Đúng, cái câu hỏi cái mà Long gợi ý rất là hay. Anh nhắc lại cái ý của Long nhé. Anh dùng tạm thời tiếng Anh là job hunting đó. Khi mình đi tìm việc á thì nó là một cái full time job. Có vẻ nó hơi mâu thuẫn, chưa có việc mà anh Vũ lại nói full time job là thế nào? Đó. Nhưng mà ý của anh là vậy. Nếu bạn nào đã từng viết CV, từng soạn CV, cover letter, từng apply, nộp 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 thì nhiều khi một hai tuần đầu á bạn làm liên tục đúng không Long, từ thứ hai đến thứ bảy chủ nhật bạn làm suốt, thậm chí bạn làm 2 3 tuần không sao hết á, nhưng mà đến tuần thứ bốn tuần thứ năm bắt đầu bạn cảm thấy mệt mỏi, tại vì thứ nhất mình chưa được người ta gọi mình phỏng vấn là cái tinh thần mình bị down xuống rồi và cảm thấy mình cũng rất là mệt, mà đây có nghĩa là mình rất là cố gắng đúng không, ngày đêm ngồi viết CV, ngồi gửi liên tục, thì người ta khuyên mình thứ nhất coi nó như một cái full time job. Có nghĩa rằng bạn không thể làm 7 ngày trên một tuần được. Bạn phải có thời gian nghỉ ngơi. Ít nhất một trong 2 ngày trong tuần bạn gần như không làm gì hết về cái chuyện tìm job. Giống như là mình đi làm một cái công việc bình thường vậy đó. Từ thứ hai đến thứ năm hay thứ hai đến thứ sáu. Bạn phải có weekend dành cho gia đình vân vân. Nhưng ở đây nó hơi khác với cái công việc bạn full time, bạn đi làm chuyên môn một chút. Là nếu Long và các bạn để ý á, thì các cái job thường nó post lên trên mạng á, vào chiều ngày thứ năm và sáng ngày thứ sáu. Sau cái buổi này mọi người cứ test thử đi, cứ làm một cái job alert bất cứ một cái vị trí nào mình quan tâm, mình sẽ thấy là cái mailbox của mình nó sẽ đầy lên từ từ vào ngày thứ năm hoặc là thứ sáu, nó không có gửi mình nhiều vào thứ hai thứ ba thứ tư đâu. Còn nếu các bạn không muốn làm job alert cũng dễ lắm, để bạn lên thử cái website bạn sẽ thấy rằng là từ thứ năm trở đi đó thì các job nó post khá là nhiều. Thì mới đầu anh cũng không hiểu tại sao người ta làm như vậy, nhưng mà sau này anh nghĩ rằng là một trong những cái logic á, là họ post vào cuối tuần để cho những cái candidate có thời gian nghỉ ngơi trong tuần cuối tuần bắt đầu làm CV, làm hồ sơ để nộp. Và như vậy á, cái người tuyển dụng á, sáng thứ hai họ mong đợi là cái hồ sơ của Long phải tới trên bàn của họ hay là trên cái email của họ để bắt đầu họ xem xét hồ sơ. Đúng không ạ? Nhưng một cái sai lầm thường gặp do mình đang bị thất nghiệp mà, cho nên mình phải cố gắng đi làm để trả bill đúng không? Rồi giúp trả tiền nhà, giúp vợ rồi chứ không thôi vợ cũng cự mình tùm lum hết á. Đôi khi mình đi làm thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là thua rồi. Cái chính cái thời gian đó là cái thời gian mình phải tập trung 100%, 120% vào sức lực để mình làm viết CV, viết cover letter để mình nộp. Còn nếu mình đi làm những ngày cuối tuần thì mình về mình mệt lắm. Mặc dù mình thấy cái job gửi cho mình đó, mình cứ để tối làm rồi để ngày mai làm ấy, thì mình làm qua loa thôi. Mình vẫn gửi được nhưng mà làm không có toàn tâm á. Thì như vậy á, cái xác suất mình thành công rất là thấp. Và mình gửi càng nhiều hồ sơ thì nó lại càng bị reject thôi. Tức là mình vô một cái vòng luẩn quẩn á. Cho nên á, là cái lời khuyên của anh á, là thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 ngày phải tập trung gần như 120%, 150% cho việc tìm việc. Rồi sang đầu tuần á, từ thứ hai đến thứ tư giảm lại đi, giảm lại, có thể lúc đó mình chỉ cần nghe telephone thôi, anh sẽ chỉ một hai cái chiếc nghe telephone cũng quan trọng lắm. Rồi thứ năm là ngày bạn nên nghỉ không làm gì cả. Ngày thứ năm anh chở con anh đi học xong rồi anh thả con ở đó, rồi anh ra công viên anh chơi, anh ra bãi biển anh dạo. Long biết rồi, ở ở Perth có Sorrento chẳng hạn, em ra bãi biển anh ngồi anh nhìn xa ra coi, phóng tầm mắt mình coi tương lai mình đi về đâu, rồi mình đang như là đang coi như là planning cho tương lai vân vân. Nhưng cái đó rất quan trọng, phải relax. Đầu thứ sáu phải chiến đấu trở lại, thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là 3 ngày mình phải chiến đấu rất là cực lực thì mặt mai bạn mới win được job. Chứ còn bạn mà viết CV thường thường á là bạn không win được job đâu. Như Long đã nói rồi, từng cái job á mình phải viết CV mình lại hết, mà anh gọi là target CV, tức là mỗi job đều phải CV khác nhau hết, không có job nào giống job nào hết. Thì các bạn mới đi tìm việc cũng bị một sai lầm cơ bản là bởi bạn viết một cái CV rất là hay, anh gọi là universal CV, tức là như cái CV chung á, rồi bạn gửi cho 100 job thì đảm bảo với bạn không ai gọi bạn hết. Tại vì một bạn gửi 100 job thì chẳng ăn thua gì hết đó. Tại vì cái CV universal đó nó không có target cho một cái job nào hết trơn.
Đó là một trong những bí quyết mà mấy bạn phải nắm. Cái Có này nghĩa cũng rằng một cái job nào bạn thích á, thì bạn phải ngồi tập trung rất là sâu để viết. Và kinh nghiệm của anh ấy nha Long, một cái job đôi khi anh mất khoảng 3 ngày hay 4 ngày anh mới viết xong một job luôn á. Chứ không nói một ngày đâu, một ngày viết không xong đâu. Thì anh đợi cái phần sau, nếu mà mọi người có hỏi anh sẽ trình bày tại sao anh phải tốn quá nhiều thời gian như vậy. cái này anh làm em nhớ lại cái hồi bữa đầu mà em nói chuyện với anh có nói về một cái tư duy khi mà đi xin việc khá là hay, là giống như là mình phải có cái sự bền bỉ á. Mình nghĩa là sau chỉ cần sau 3 tháng 6 tháng mà không có thấy gọi, không có thấy phỏng vấn gì là bắt đầu nản dữ lắm. Thì anh có thể nói thêm một chút về cái giống như là cái sự bền bỉ đó không? Thì như hồi nãy anh nói á, nếu mà mình có nghỉ ngơi như vậy thì mình mới bền bỉ được. Và anh cho rằng cái chuyện job hunting á là một cái marathon running, tức là một cuộc đua marathon chứ không phải cuộc đua 100 m hay 200 m. Nếu bạn không có giữ vững cái tinh thần cũng như cái thể lực của bạn á, đôi khi cũng phải đi tập gym luôn nha. Phải đi chạy bộ, đi tập gym, tức là bạn phải rất khỏe mạnh về cả thể xác lẫn tinh thần thì bạn mới win được cái câu chuyện này. Đó. Đó là cái điều đầu tiên mà anh khuyên. Đó là lý do anh không khuyên mấy bạn là làm 7 ngày trên tuần. Tức là mỗi mỗi ngày nào cũng viết CV hết, từ thứ hai đến chủ nhật, và làm liên tục như vậy anh không khuyên. Thì một lúc nào đó bạn mệt mỏi và đôi khi bạn chán nản, như Lâm nói là ủa vậy như vậy tôi đầu tư qua Úc vậy có hợp lý không? Bỏ hết ở Việt Nam qua đây tốn biết bao nhiêu tiền, như Lâm nói, học một năm là ngốn phải mấy chục ngàn. Và bây giờ tự nhiên là ra trường rồi bằng master luôn mà không có việc. Thì nhân đây anh cũng nói nhanh, Long biết tại sao các bạn không có việc không? Tại sao ạ? Các bạn đang có một cái duy nhất là cái bằng cấp. Đúng không ạ? Mới ra trường mà. Bachelor degree hay master degree hay even là PhD degree, và bạn chỉ có bằng cấp thôi. Mà thằng Úc nó gọi cái từ mà anh rất là mới đầu nghe rất hơi bị giận. Nó nói mày chỉ có paper thôi. Tức là mày chỉ có cái tờ giấy thôi à, mày chưa có gì đó. Mà thằng Úc đó, nó rất quan trọng về hands-on experience. Nó quan trọng về về thực tế chứ nó không quan trọng về cái bằng. Thì đó là cái chicken and egg dilemma, anh gọi là câu chuyện con gà và quả trứng, cái nào quả trước, đúng không ạ? Anh cho các bạn một cái tip rất nhanh ngay đây luôn, giải quyết vấn đề luôn. Nên chọn cái vị trí rất là thấp. Anh nói thí dụ đi là data processor, là cái người vô dữ liệu á. Ví dụ ngành của Lâu khi nó làm project á, nó lấy dữ liệu về, có những người phải ngồi gõ máy tính vậy đó. Bây giờ nhiều khi nó cũng ngồi gõ Excel bình thường vậy đó. Cái chỗ down nào của anh kể nhanh một câu chuyện nhé. Anh làm asset manager, em biết cái số lượng asset anh phải quản lý khoảng bao nhiêu không? Vài chục ngàn asset chứ không phải là nói vài ngàn nữa. Thì anh không thể ngồi mà gõ cái danh sách asset, từng asset một, tức là từng cái tài sản một. Những cái tài sản từ trăm đồng, xin lỗi, từ vài trăm đồng, vài trăm đô Úc cho đến tài sản cả ngàn đô Úc, nhưng mà anh có khoảng chừng vài chục ngàn cái asset như vậy á. Thì anh với một cái anh nữa cũng là asset manager của tập đoàn của Downer, thì tụi anh quyết định là phải tuyển một cái em mới tốt nghiệp vô để ngồi cho em nó gõ ha. Thì tụi anh dùng cái chữ là asset auditor, nghe rất là kiêu căng, nhưng mà thật ra là tụi anh đưa cái danh sách là ngồi cứ thế mà gõ thôi. À, thì em này là tốt nghiệp MIT ra ở Melbourne, người gốc người Ấn Độ ha, Master degree về engineering luôn. Anh hỏi mày có muốn làm không? Nói muốn, vô đây. Phỏng vấn casual thôi, công việc rất là ngắn hạn. À, nhân đây anh nói luôn nhé, khi các em thấy những cái casual job phải nên chụp đi, đừng có coi thường casual job. 4 tuần, 5 tuần cũng phải nhận hết. Đó là cái bí quyết để mình bước vô cửa nhà người ta. Thì cái em này bước vào làm với cái chức danh rất là thấp, là mình nôm na là data processor đi cho dễ hiểu, ngồi cứ gõ không à. Thì đương nhiên vào chừng vài tuần bắt đầu nó hơi chán, đúng không Long? Bắt đầu anh vẫn đi ăn cơm, mình vẫn tâm sự, rồi anh vẫn motivate cái, nói em chán quá, mấy anh cho em làm cái chuyện rất là bình thường như vậy, nó không sao hết, mày cứ làm đi. Anh nói mày đây là anh nói cho nó thân mật đó mà, chứ không có gì hết, mày cứ làm đi, một ngày đẹp trời mày sẽ thấy kết quả. Thì đúng thiệt, khoảng chừng một tháng sau, một cái vị trí khác ở trong tập đoàn nó cần asset engineer, và anh lại quen với cái anh manager đó,
cho nên anh mới gọi, anh mới hỏi cái em người Ấn Độ á, tạm thời anh giấu tên đi, câu chuyện hoàn toàn thật nhưng mà không cần thiết phải nêu tên. Anh mới hỏi chứ, ê bây giờ mày có thích làm asset engineer không? Nó nói muốn chứ, muốn chứ, đương nhiên là nó muốn rồi, tại vì em có cái chức danh asset engineer thì em mới xin PR được, đúng không em? Tại vì cái em này background engineer mà. Thì anh mới nói ok, nếu mày thích để tao nói chuyện cho sếp mày, cho tao quen với sếp mày. Tại vì cái level của anh đó với anh học không cùng một cái contract, tức là không cùng một cái building hay là một cái asset group, nhưng mà anh đó trong cùng tập đoàn, nói vậy cho mình dễ hình dung. Thì anh gửi email cho anh đó, mà may anh đó cũng người gốc Ấn Độ nữa. Thấy anh này người gốc Ấn Độ là chừng một tuần sau anh offer job cho thằng bé này thôi. Và cách đây 2 tuần cái em mà người Ấn Độ đó mới khoe anh rồi, nó mới làm được PR rồi. Nice. À, nó khoe anh liền, tao có PR rồi, tao xong hết rồi. Ý anh đang nói lại, nếu mình không chấp nhận một cái job rất là thấp như là data processor thì nó sẽ không có chức asset engineer, mà nó sẽ không có cái PR bây giờ. Em đã xong, Thật ra em em đã thấy xong. theo em thấy nha, những cái job mà thấp như vậy cũng không có nên xem thường nữa nha, mà thật ra là người ta cũng rất coi trọng á. Ví dụ như trong ngành môi trường của em là sẽ thường tuyển sinh viên hoặc là volunteer đi làm cái việc cũng giống kiểu kiểu vậy á, thì nó sẽ là đi ra ngoài môi trường lấy số liệu. Thì mặc dù là cái job là rất là đơn giản, là chỉ đi ra ví dụ xuống múc cái mẫu nước lên rồi đem về phòng thí nghiệm thôi, cũng không có gì hết, nhưng mà nó lại là cái bước đầu tiên trong nguyên cái chuỗi sau, là nghĩa là mặc dù cái thằng đó cái chức rất nhỏ nhưng mình cái việc nó làm sẽ ảnh hưởng hết nguyên cái kết quả của cái chuỗi đằng sau, và cái những cái người mà phân tích phòng lab hay là những cái người mà làm giống như là cao hơn như engineer scientist á, là họ sẽ bị ảnh hưởng hết nếu như mà cái thằng này nó lấy số liệu, nó lấy mẫu sai. Thì em nghĩ những cái job casual như vậy nó cũng rất là quan trọng chứ không không phải đơn giản. Thành ra họ khi mà họ nhìn cái người mà làm cái job đó mà nó không có đàng hoàng á, thì cũng coi như là cái cánh cửa cơ hội và đi đằng sau là cũng biến mất. Chắc chắn lòng 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 nói rất là chính xác. Anh chỉ nói một cái ý khác một chút thôi ha, là đa số các bạn khi xin việc các bạn thấy chữ cây rồi các bạn không có thích, đúng không ạ? Tại các bạn đang tìm full time, full time không ạ? Rồi thấy chừng 4 tuần 5 tuần mấy bạn càng không thích nữa, nhưng mà anh khuyên mấy bạn càng nên vô những cái chỗ đó. Tự vì đây nè, trong cái lúc mà bạn làm 4 5 tuần á, tự nhiên một ngày thứ sáu có một đồng nghiệp tới chào bạn, nói chứ hello Long, goodbye, see you sometime in town. Không biết em có nghe cái từ đó chưa? Chưa chưa. Tức là hẹn bạn một ngày nào đó ở trong thành phố á, cái mình mới hỏi nó, ủa mày nói cái gì vậy? Thứ hai mày quành lại đây hả? Không không, tao kết thúc ở đây rồi. This time to move on, tụi Tây nó nói vậy đó. This is a time to move on, tức là nó đã rời khỏi vị trí này rồi và nó muốn có sự thay đổi khác. Đó. Thì tự nhiên em đang ngồi làm cái chức danh data processor hay là phụ tá gì đó, đang lấy mẫu gì đó anh không biết, nhưng mà tự nhiên có một cái job xuất hiện, đúng không? À, nếu người đó trong team mình nữa thì mình biết ngay người sếp, người hiring manager là ai. Như Long cũng thường nói là biết hiring manager của mình là ai thì mới tìm được job. Còn nếu như cái người chào em đi ra khỏi công ty đó là một cái team khác thì em cũng có cơ hội tìm hiểu ngay, ủa cái anh nó làm ở team nào vậy? Tôi có thể xin được không? Và nếu em biết được cái người hiring manager đó, em chỉ cần gõ cửa thôi. Thí dụ Victor đi ha, anh giả sử vậy cho nó vui thôi. Victor, anh có thời gian không, cho tôi xin 5-10 phút. Thì thường em đừng xin nhiều, chỉ 5 phút 10 phút là người ta sẽ say yes. Cuối ngày người ta gặp em, người ta hỏi của Long có vấn đề gì gặp tôi vậy? À, em có nghe có người vừa nghỉ, em có thể nộp đơn không? Em nghĩ em cũng làm được cái job này. Thì người kia nói why not? Send my CV, send your CV to me chẳng hạn. Thì tối em phải send liền, em không thể đợi được nữa. Thì ngày mai vô ảnh thấy CV em, đôi khi ảnh phỏng vấn em luôn là em nhận được job luôn, đúng không em? Trong khi đó job này đâu có đưa lên xích đâu, tại vì mới chiều thứ sáu à, xong thứ hai em nộp rồi, ảnh cũng chưa kịp advertise trên xích gì hết mà ảnh có người rồi. Thì em đã vượt qua một cái chặng đường rất lớn như Long thường nói. Bây giờ em nộp nha, bắt đầu nó screening nha, dùng phần mềm screening nha, dùng HR chuyên nghiệp screening nha, mới vô đến hiring manager. Còn em làm gõ cửa như anh nói là em vô thẳng luôn cái cửa luôn rồi, và em chặn hết những cái đường của những người còn lại rồi. Nó thấy hồ sơ em ok, nó đâu có đi tuyển gì nữa, cho anh mất công rồi tốn sức tốn tiền chứ, nó mệt.
đúng mấy bạn cái ý của mình đây không? đúng Ừ. Ok, em thấy rất là hay, nhưng mà chúng ta không còn nhiều thời lượng, chắc cỡ 15-20 phút nữa thôi. Thì em sẽ coi coi là bên livestream có ai hỏi gì không. Có một bạn hỏi anh Vũ hiểu văn hóa thị trường lao động Úc, tay nghề, học vị, quan trọng thực chiến. À, cái này là ảnh ảnh comment thôi, nghĩa là ảnh khen anh Vũ là rất là hiểu cái thị trường bên Úc, họ quan trọng tay nghề hơn là học vị, so với trong quan trọng hơn là thực chiến quan trọng hơn là cái học vị. Rồi, ok, cảm ơn tất cả các bạn nha. Thì tiếp theo á, mình sẽ qua một cái phần mà mình nghĩ là mình với anh Vũ cũng rất là tâm đắc, đó là cái philosophy thứ ba. Ủa mà thật ra cái này hồi nãy mình lại nói ở đầu tiên rồi. Thật ra Là cái phần gì? này lại nói ở đầu tiên là chính là cái hạ thấp cái tôi rồi. Thì mình lại nói xong rồi. Ừ. Nếu vậy Nhưng là mà anh hình cho như là là Lâm tiếp tục đi Lâm, sorry em. hình như là mình còn một cái đầu thôi. Cái đầu là anh có ghi ở đây là người tìm được việc chuyên môn như mong muốn, không phải là người giỏi nhất mà là người chuẩn bị tốt nhất. Cái này em thấy rất là hay nha, thì anh có thể nói thêm về cái ý này được không ạ? Tại vì á, thông thường á, mọi người sẽ nghĩ rằng cái người mà tìm được job á, là người giỏi nhất, đúng không? Bạn quá giỏi, bạn tìm được cái job như là mong muốn. Thật ra cái chữ giỏi đó không đúng, theo anh định nghĩa không đúng. Mà cái người được job là cái người well prepared nhất, tức là người chuẩn bị tốt nhất. Cho nên anh nói lại là anh bỏ ra khoảng chừng 2 hoặc 3 ngày, 4 ngày cho một cái job thật sự anh quan tâm, thì mình mới có thể win được cái job đó. Nói cách khác là bây giờ Long đi tham gia một cái buổi graduate engineer recruitment đúng không? Một loạt các em từ ECU vô đó tham gia, thì Long nhìn thấy một người thủ khoa của cái khoa mình vô là mình sợ rồi, chết màu rồi. Thằng thủ khoa nó có mặt đây có nghĩa là coi chừng nó win và mình sẽ đứng sau lưng nó. Nhưng điều đó không đúng. Nếu anh thủ khoa đã chủ quan không chuẩn bị tốt thì Long vẫn có thể giành được cái job này như thường nếu Long chuẩn bị tốt. Thì đó là cái bí quyết mà anh muốn chia sẻ ở đây. Và những cái series sau á, anh cùng với Long sẽ đi sâu hơn về cái chuyện đó. Chuẩn bị như thế nào gọi là chuẩn bị tốt. Và anh có những cái ví dụ rất là cụ thể cho cái job vừa rồi ở Melbourne anh tìm được. Ok, sẵn đây cũng giới thiệu luôn á là đây là không phải là livestream duy nhất, mà sau này mình và anh Vũ sẽ còn ngồi chung trong nhiều livestream khác để mà giống như là đi sâu hơn về các cái phần tuyển dụng hơn, và ảnh cũng sẽ giúp cho mình luôn sửa lại cái CV, thì thông qua đó mấy bạn cũng có thể coi và học hỏi thêm cái cách, ví dụ như là làm CV hay là như nãy anh nói là đi phỏng vấn thì sẽ có những cái kinh nghiệm phỏng vấn như thế nào cho nó hay. Đó là chưa gì mình thấy trong khoảng một tiếng đồng hồ mà mình cũng đã học được rất nhiều kinh nghiệm từ anh Vũ rồi. Thì em nghĩ là ngày hôm nay nói nhiêu đó em nghĩ là hết rồi đó. Thì mình sẽ chuyển qua phần gọi là Q&A. Thì không biết là nếu mấy bạn có bất kỳ câu hỏi gì á, mà liên quan đến việc tìm việc ở Úc á, thì mấy bạn cứ nhắn lên nha. Mình sẽ ngồi đọc câu hỏi và anh Vũ sẽ trả lời. Ok, có một bạn hỏi là cách anh viết CV như thế nào mà tốn tới 3 ngày vậy ạ? À? Thì cái này chắc mình nói sơ qua thôi ha, còn để cái livestream khác là mình sẽ nói nhiều hơn. Thì anh có thể nói sơ sơ một chút về việc này được không ạ? Anh nói rất sơ thôi nha. Dạ. Long cũng đã trình bày rất nhiều về viết CV, Long hiểu rất tốt về CV. Cho nên anh nói là anh quý Long là như vậy. Đó. Nhưng mà anh nói các bạn nghe nè, khi các bạn đi xin việc á, anh không sợ hành tay người ta nào luôn á, tức là một thằng Úc luôn, kinh nghiệm như anh luôn, anh cũng không sợ. Vấn đề là mình phải tìm hiểu rất rõ cái project hay làm cái công ty mà mình đang apply, cũng như là cái job của họ. Anh nói thí dụ nhé, phải biết công ty họ là cái gì, những cái value, những cái mission, tất cả em phải biết hết. Rồi biết những người sếp của họ ra sao trên LinkedIn như Long đã thường nói, đúng không ạ? Nếu mà em vô một cái project lớn nữa, giống như anh mà ở Melbourne đó, cái project Melbourne Connect của anh đang quản lý là 500 triệu đô tiền Úc, chưa kể tiền đất. Dự án rất lớn, thì những cái nhà thầu á, nó rất là tự hào khi nó tham gia những dự án lớn như vậy. Thì từ những cái trang web của nhà thầu vẫn post lên những cái mảng mà họ tham gia. Thí dụ như Long là environmental expert thì anh nói nhanh thôi, sustainability, có những nhà thầu họ tham gia trong cái gói đó, thì công nghệ nào họ đưa vào, họ dùng sản phẩm nào trong cái dự án này, họ rất là tự hào.
mình phải tìm hiểu rất là nhiều thông tin như vậy. Thì khi mà anh vô phỏng vấn á, là anh chấp hết. Chấp hết đây có nghĩa rằng ngay cả thằng Tây nói tiếng Úc giỏi hơn anh, nhưng nếu nó không tìm hiểu tốt á, thì nó vẫn rớt với anh như thường. Tại vì anh tìm hiểu rất là sâu. Anh có thể gợi ý một hai câu thôi mà người ta bung đúng chủ đề của anh là anh nói. Và đương nhiên cái đó mình phải chuẩn bị trước. Cho nên anh mất khoảng chừng 3 đến 4 ngày là như vậy. Cái đó em nghĩ là không chỉ là chuẩn bị về cái mặt CV mà giống như chuẩn bị luôn cho cái tinh về mặt tinh thần, lỡ mà mình có đi phỏng vấn là mình cũng trả lời được hết về tất cả những dự án người ta đang làm luôn. Đúng, chính xác. Em phải gợi ý người ta về cái công nghệ luôn. Em cho bộ em hỏi công nghệ ở đây dùng cái gì? Tôi nghĩ cái project này dùng công nghệ ABC gì đó. À, thì đúng cái công nghệ họ muốn rồi, bắt đầu họ thao thao bất tuyệt với em đi. Tuy nhiên là mình đã search cái công nghệ đó rồi, chứ không phải là mình nói vô tình. Nhưng mà khi đúng chủ đề rồi là bắt đầu hai bên trao đổi, đúng không? Đi rất là sâu vô. Ai làm dự án này? Contractor nào? Dùng công nghệ của nước nào? Thí dụ vậy. Mà anh may mắn là cái chỗ anh đang dùng cái máy lạnh của Carrier mà anh không biết. Anh hỏi ở đây dùng máy lạnh trung tâm gì? Họ nói tôi dùng Carrier của Mỹ. Anh thở phào nhẹ nhõm liền. Tôi đã từng làm Carrier. Tôi sửa được những hệ thống này. Họ nói ô vậy hả? Vậy anh quản lý được không? Nó được chứ. Quản lý được có gì đâu khó. Là bắt đầu em vô hệ rồi. Nhưng mà em phải có những cái sự chuẩn bị đó để em chuẩn bị, em kết nối với họ liền. Em hiểu với anh không? Đó. Ok. Mình phải có những công nghệ, mình phải nghiên cứu. Cho nên đó là lý do anh mất từ 3 đến 4 ngày là như vậy. Còn mấy bạn mình nghĩ là mấy bạn mất chừng vài vài tiếng đồng hồ không ăn thua đâu. Mấy bạn đấu những cái trận đấu lớn không ăn thua. Ok, bạn Hiếu Đoàn hỏi một câu là làm sao để có thể hạ thấp cái tôi vậy anh? Đây là câu hỏi rất hay. Nếu mà anh có phần thưởng gì đó, quà tặng dễ lòng anh tặng cho bạn này. Thì chứ em thấy cái này khó lắm luôn á, khó thiệt sự luôn Đúng. ấy. Mình nói chút xíu về đạo Phật chút xíu thôi nha. Có thể mấy bạn có đạo gì cũng không quan trọng. Mấy bạn có biết là các cái thầy bên đạo Phật họ đi khất thực không? Khất thực tức là họ đi, họ cầm một cái trên tay, một cái chung hay một cái gì đó, họ đi ngoài đường á. Và những cái Phật tử bỏ đồ ăn cho họ vô trong cái đó, người ta cho cái gì họ ăn cái đó. Chắc là mấy bạn biết cái practice đó của bên đạo Phật đúng không ạ? Biết à. Nó gọi là đi khất thực. Thì nếu mà mấy bạn tìm hiểu á, thì người ta nói là đó là cái hình thức mà thứ nhất á, là không được đòi hỏi, người ta cho cái gì ăn đó. Thậm chí cái thời của Phật Thích Ca đó, nếu người ta cho ăn đồ mặn cũng phải ăn luôn đó, tự không ăn đói sao? Người ta cho trái chuối ăn trái chuối, người ta cho miếng bưởi ăn miếng bưởi, người ta cho thịt thì cũng phải, đôi khi cũng phải ăn để sống chứ không có chuyện gì hết. Nhưng các bạn biết là cái mục đích chính của cái đó là cái gì không? Là làm mất cái tôi của mình đi. Thử các bạn mà dám đi ra ngoài chợ á, xè tay xin tiền là mấy bạn biết cái tôi của mình là như thế nào rồi đó. Làm sao các bạn mình đi ngang nó thấy mình xin ăn làm sao mà chấp nhận được đúng không ạ? Đó, cho nên rằng là lúc đó cái tôi của bạn phải thấp nhất. Tùy bạn thôi, bạn tu cỡ nào, tức là tu luyện đây là anh nói trong mặt kép đó nha, tùy cái tính cách của bạn thôi. Thì bạn phải giảm cái tôi mình xuống. Và một trong những cái đó, anh với Long lúc đó giống nhau là Long cũng đang có con đúng không Long? Anh cứ nghĩ đơn giản thôi, bây giờ mình phải hy sinh để cho mình giúp con mình hòa nhập vô Úc. Anh, đôi khi mình phải dùng những cái hình ảnh đó nữa, thì lúc đó em mới giảm được cái tôi của mình xuống. Chứ còn nếu mà mình cứ để cái tôi mình lớn quá đó thì mình sẽ không làm được những cái điều nãy giờ anh nói. Thí dụ người ta offer em data processor hay là technician assistant, ông đó là cái thằng technician đã thấp rồi mà còn assistant technician nữa, ông làm sao mình làm được, mà chức danh mình đâu thể nào làm cái đó được. Thì mình phải buộc hạ mình xuống. Em cứ các bạn luôn luôn phải nói là buộc phải hạ mình, buộc phải hạ mình thì mặt mai mấy bạn mới hạ được. Còn bao lâu mấy bạn hạ được là tùy theo mỗi người nữa. Phải đi qua cái giai đoạn gọi là lúc mà mình xin những cái job cao hơn á, mà người ta từ chối, và phải đi qua cái giai đoạn mà lúc mà bị từ chối và nó bức bối, nó khó chịu, nó stress rồi nó kiểu, rồi sau đó là tới cái giai đoạn mà gọi là mình tự hỏi lại bản thân mình là ủa mình cuối cùng mình có biết làm gì không vậy, mình chắc mình là dở lắm hay sao mà toàn bị thua không.
Là phải qua được cái đó để xong bắt đầu mình hạ xuống, mình tìm cái vị trí thấp hơn, là lúc đó là mình nghĩ là các bạn sẽ từ từ hạ được cái tôi mình xuống một chút. Và em nghĩ là mấu chốt là phải hiểu hiểu ra là cái vấn đề là không phải là do mình dở, mà là do cái môi trường, giống như cái văn hóa ở đây người ta như vậy, và người ta coi trọng là phải có kinh nghiệm ở Úc. Thì nếu mà bạn qua mà không có kinh nghiệm ở Úc á, thì cũng khó mà có thể được những cái vị trí cao. Long nói rất là chính xác. Thí dụ Ok. như cái vị trí của Long đi, bây giờ em là environmental consultant. Em vô một công ty rất là nhỏ, có 3 4 người cũng được nữa, mà em có được chức danh đó xong rồi em thấy công ty lớn nó sẽ hunting em liền. Nhưng mà em chưa có cái chức danh environmental consultant, xin lỗi nó không mời em đâu. Đúng. Tức là đôi khi mình phải vô một công ty rất là bé, làm từ vị trí rất là thấp. Rồi từ từ mình mới claim được cái position đó. Rồi tự nhiên em sẽ thấy là em apply rất là dễ. Nói chung là em đã có kinh nghiệm và em hold được cái vị trí đó rồi. Ở bất kỳ một công ty nào thì những công ty khác nó sẽ săn em thôi. Và headhunt cũng sẽ săn em thôi. Còn bây giờ là mình đang giống như con gà và quả trứng. Làm sao cái gì có trước thì đó mới là cái challenging nhất bây giờ. Xui cái là mình lại qua đây mình đi du học thì mình lại có cái bằng master trước, mà mình lại chưa có cái kia, chưa có kinh nghiệm thì nó cũng khó. Chính Ok. xác. Qua cái câu hỏi tiếp theo cũng của bạn Hiếu Đàn luôn. Cái tôi thường được hình thành qua xuyên suốt một quá trình kể cả tuổi thơ thì làm sao? À, cái này thì mình đã trả lời rồi ha. Làm sao để hạ xuống được ạ? Thì đã trả lời rồi. Mình sẽ qua câu hỏi của không biết là bác Đao hay là bạc Đạo. Nhưng mà cảm ơn Long và anh Vũ. Thì em có nghe nhiều các yếu tố chính trị trong môi trường làm việc ở Úc, như là ưu tiên cho người bản xứ gốc Âu hơn, thì quan điểm của anh như thế nào ạ? Quan điểm của anh á, thật ra bên Úc không không có sự kỳ thị lắm đâu. Hiện giờ anh làm ở Melbourne Connect nhá, một cái dự án rất lớn như vậy mà trước đây có mình anh là gốc người châu Á, xung quanh anh toàn là dân da trắng hết. Gần đây có thêm một hai bạn người Ấn Độ vô nữa là hết. Thì như vậy họ vẫn chấp nhận mình ở một cái vị trí khá là ngang bằng với họ. Đó, thí dụ vị trí asset manager của anh là vị trí cũng khá là good đấy. Nhưng mà họ không có một cái gọi là gì ta, discrimination gì đâu. Nhưng mà anh cho tụi em một cái tip rất là nhanh thôi. Đừng có tranh với họ về management, và nên làm những cái chuyện cụ thể thì mình sẽ win được. Anh nói in general nha, anh nói rất là rộng nha, em hình dung đơn giản lắm. Nước Úc cần những skill labor. Anh làm engineer được, anh làm technician được, anh làm thợ được, anh làm accountant được, anh làm doctor luôn, bác sĩ được. Nhưng anh đừng có tranh với họ về manager. Họ muốn họ làm quản lý, tức là họ giỏi về ngôn ngữ, họ giỏi quản lý, mình giỏi về tay chân, nói vậy cho dễ hiểu. Nhưng điều đó không có nghĩa mình không làm được quản lý. Nhưng mà mới vô mình đừng có tranh họ về những cái vị trí quản lý. Anh em có nắm được ý của anh không? Giống như anh vô bằng vị trí là technician, anh từ từ anh lên thì họ vẫn chấp nhận mình. Nhưng mà nếu mà mình nhảy vô những vị trí quản lý liền á thì mình sẽ đụng họ. Nhưng mà nếu mình làm việc, anh dùng từ tay chân nha, tay chân không phải là nghĩa đen đâu mà nghĩa bóng á, ý anh là bác sĩ á, bác sĩ mổ cũng là tay chân thôi, phẫu thuật nhưng mà vẫn tay chân. Đừng có tranh cái chức danh giám đốc bệnh viện là ok. Bạn có thể là specialist, một chuyên gia mổ, nhưng mà đừng tranh những chức danh cao về quản lý với họ là bạn ok. Nhưng sau đó bạn có thể lên được giống như anh thôi. Anh bây giờ anh làm quản lý cho anh không làm tay chân nữa. Thì anh thấy nếu mà mình biết cái con đường đi nó strategic như vậy á thì mình tránh được những cái conflict hay là những câu chuyện về chính trị trong trong công ty. Ok. Rồi, em nghĩ đó là câu hỏi cuối cùng rồi. Thì nếu như mà không có ai có câu hỏi gì nữa thì chắc là em nghĩ là mình xin phép kết thúc livestream tại đây. Thì không biết là anh Vũ có dành lời cuối gì cho các bạn đang xem livestream không ạ? À? Hiện tại có tới 20 người đang coi lận. Cái lời mà anh gửi lại cho Long với các bạn á thì mình phải kiên trì. Nói chung phải tiếp tục kiên trì đi trên con đường này đến lúc mình có việc. Và một điều nữa thì chắc anh cũng đại diện Long cũng nói luôn, nếu bạn nào muốn đồng hành cùng anh với Long cứ inbox vào đây, thậm chí anh với Long cũng có thể đi theo cái con đường của các bạn tìm việc. Và giữa anh và Long đang có một cái commitment giữa hai anh em thôi, anh sẽ xuyên suốt cái con đường tìm việc của Long, đến lúc nào mà Long có việc và Long công bố với các bạn trên cái
platform này hay là trên cái livestream tiếp theo. Yeah, rất là hay luôn, rất cảm ơn anh Vũ. Thì cũng rất vui được gặp anh ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Thì hồi nãy em tính nói cái gì nữa mà tự nhiên quên mất tiêu. Không biết là mọi người có thể liên hệ anh Vũ qua những cái phương tiện nào vậy ạ? Thì mấy bạn có thể liên lạc với anh qua email, qua Zalo hay là qua cái website. Thì sau cái buổi này anh sẽ nhờ Long Boss cái contact detail của anh ha, trên cái YouTube livestream này, thì các bạn có thể liên lạc với anh. Và nếu mấy bạn không liên lạc trực tiếp với anh thì cứ liên lạc với Long. Anh khuyến khích các bạn cùng đi với anh với Long tìm việc. Tức là anh với Long sẽ đứng sau lưng hỗ trợ các bạn. Bạn nào muốn thì cứ đăng ký và anh với Long sẽ hỗ trợ các bạn thôi. Rồi, chúc các bạn một buổi cuối tuần vui vẻ nha. Thì mình với anh Vũ sẽ kết thúc livestream ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn là có thể trong cái livestream gần nhất tiếp theo. Rồi, bye bye.